Dạ, TV256 mến chào quý bà con cô bác và mến chào quý anh chị em. Hồi nãy đó thì TV có nói chuyện với chị Trương Thị Yến, coi như hai chị em tâm tình với nhau về cái vụ mà dân oan mà bị mất đất ở Thủ Thiêm á, Trường Thịnh á. Thì bây giờ TV muốn chia sẻ với quý anh chị về cái bài viết của cô Trần Thị Hải Ý ở trang Dân Làm Báo Việt Nam nha. Thì TV thấy nó liên quan đến cái bài viết này. Thì cái dân, tất cả các dân oan Việt Nam mà mất đất á, mất nhà cửa á, đều nên cần đọc cái bài viết này. Thành ra vì lý do đó TV thấy cái tầm quan trọng của bài viết này. Thành ra TV mong quý anh chị em lắng nghe nha. Mấy anh chị em mà mất đất đó, mất nhà cửa đó, nên lắng nghe bài viết này. Tại vì đó, đây là những cái bằng chứng để mà các quý anh chị em có thể mà thu thập để mà nói chuyện với những cái nhà cầm quyền Việt Nam, nói chuyện với công an, nói chuyện với bộ đội, hoặc nói chuyện với thanh niên xung phong gì đó, dân phòng gì đó, đang có những cái ý định mà cưỡng chế đất đai, gọi là nhà cửa của quý anh chị em. Thì bài viết trước đây, sẵn đây TV cũng xin phép Dân Làm Báo nha, Dân Làm Báo với Trần Thị Hải Ý nha. Và bài viết có tựa đề là Vườn Rau Lộc Hưng Bồi Thường Hay Hỗ Trợ chấm hỏi. Trần Thị Hải Ý, Dân Làm Báo. Hỗ trợ là hàm ý Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Họ ủi nhà, cướp đất, phá tài sản là đúng, dân sai. Bồi thường nghĩa là họ sai, dân đúng. Hơn nữa, hỗ trợ thì muốn đưa bao nhiêu cũng được, do họ đơn phương ấn định khơi khơi. Còn bồi thường thì trên nguyên tắc thông thường phải làm đúng giá thỏa thuận giữa hai bên, tức giữa họ và nạn nhân trong khu Vườn Rau Lộc Hưng, đóng ngoặc, mở ngoặc và đóng ngoặc đó. Bây giờ TV tiếp theo nha. Trong bài viết này, người viết tự cho phép miễn bàn về mặt pháp lý. Chẳng là trên mạng xã hội đã có rất nhiều bài phân tích khách quan rạch ròi, thuyết phục, đính kèm hình chứng, chụp từ nguyên bản, nhiều loại chứng từ, khế ước hợp pháp, song ngữ Pháp Việt được cấp từ năm 1955, thời Việt Nam Cộng Hòa, sau Hiệp định Genève chia đôi Việt Nam 20 tháng 7 1954. Chứng minh và khẳng định vùng Vườn Rau Lộc Hưng không là đất công, đất công trong ngoặc kép. Cụ thể, chiếu theo quyết định 111 CP 1977 đến 1991 và luật đất đai 1933, 1993, 1998 và 2003 của chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Ngược hẳn các truyền thông báo chí chính thống nhập nhằng lương lẹo lý sự cùn, quyết đồng ca bao biện cho thú tánh của đảng cầm quyền hèn với giặc, ác với dân. Bù lại, người viết mạo muội mở ngoặc nói có sách mách có hình chứng, đóng ngoặc về vài kết quả thu hồi đất, nhân dân phát triển và vài xứ khác, người ta đã hành xử như thế nào so với chế độ hiện hành trên đất nước Hồ Chí Minh. Bài viết rất hay là nằm ở chỗ này đó, là
họ đưa ra những cái hình chứng, rồi nói có sách mách cái chứng đó để mà so sánh với cái cách hành xử của đất nước mà Hồ Chí Minh. Và người viết dành quyền đối chiếu bình luận cho bạn đọc, đặc biệt cho chư vị còm sĩ lái gió quen thuộc hay các chuyên gia phê bình, chuyên gia phê chứ không bình, vì chẳng dám đọc bài chủ như mọi khi. Đó, quý anh chị em thấy đó thì sơ qua thôi. Thì TV muốn cho quý anh chị em đi thẳng vào những cái ngôi nhà như thế này. Nó đặc biệt ghê không? Quý anh chị em thấy không? Đường nữa là xa lộ rồi, hai ba lên đây mà có ngôi nhà nằm chình đình như vậy. Đâu có ai gì cưỡng chế được đâu. Một câu chuyện này nó xảy ra bên Trung Quốc đó, thưa quý anh chị em. Thấy không? Chủ căn nhà 5 tầng này là Lu Ba Gian, một nông dân chân vịt 68 tuổi, ngụ tại thị xã Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Thấy không? Ông này ông đòi bồi thường là 50.000 tiền tiền euro thì phải. Mà trong khi đó đó chính quyền Trung Quốc giá của chính quyền địa phương áp đặt thì chỉ có 32.200 euro à. Chữ chữ E này tôi nghĩ là euro đó, đổi ra euro đó. Mà rốt cuộc là ổng được bồi thường là 50.000 euro. Thì bồi thường 50.000 á thì mới mới phá được cái nhà của ổng. Thấy không? Để mà xây con đường. À, ngôi nhà hiên ngang bất chấp mọi áp lực và trở ngại, cái ngôi nhà thứ hai nè. Phần thứ hai nè, TV thấy quý anh chị em thấy đó. Thấy chúng ta thấy có cái có người ta đào xung quanh cái căn nhà này nè để làm khó dễ cái chủ nhà đó. TV đọc cho quý anh chị em nghe rõ ha. Vì cho rằng khoản bồi thường không thỏa đáng, ông Zhao Kunming, ông Zhao ở Kunming, Côn Minh đó, Vân Nam khăng khăng từ chối như mường nhường mảnh đất vàng của mình. Và mặc dù sau đó chủ đầu tư cho đào tung đất quanh nhà, kể cả bày trò bằng tiện cắt nước cắt điện, nhưng vợ chồng ông ấy và bà mẹ già ngoài 80 tuổi vẫn kiên gan giữ vững lập trường trụ lại, không có chuyện dùng vũ lực cưỡng chế. Thấy không? Không có ai cưỡng chế được hết đấy. Thấy không? Người ta quyết giữ mảnh đất mà của cha ông tổ tiên của người ta để lại, hoặc là do tài sản của người ta, công khó làm việc của người ta để gây dựng nên căn nhà, làm sao mà có thể lấy được cái mảnh đất đó của người ta được. Khó lắm quý anh chị em ơi, người ta sống chết với cái mảnh đất của mình đó. Giống như giặc Tàu mà nó xâm lược Việt Nam đó, mà cả ngàn năm rồi cũng không được, thấy không? Người Việt Nam vẫn kiên cường giữ cái mảnh đất của mình thôi. Rồi, cái chuyện thứ ba kế tiếp, ngôi nhà triêu người trước trung tâm thương mại. Đó, trước mặt quý anh chị em thấy ngôi nhà tồi tàn đây nè, thấy không? Ngôi nhà từ tồi tàn mà trước những cái cơ sở thương mại đồ sộ ở bên Trung Quốc nè. Người ta cũng đâu có chưỡng chế được đâu. Thấy không? Chẳng mảy may quan tâm xung quanh là đường xá nhộn nhịp và trung tâm mua sắm Sang Sa, Chăng Sa, Trường Sa đó ở Hồ Nam nè. Thấy không? Người ta đâu có làm gì được đâu. Rồi bây giờ trường hợp thứ tư, ba gia đình làm tốn nhiều tỷ đô la Mỹ, thấy không? Những cái gia đình đây người ta xây cái căn nhà đây mà chính phủ Mỹ bây giờ cũng phải chịu thôi. Không phải chính phủ Mỹ, cái này là cũng ở Trung Quốc nha. Cũng ở Trung Quốc nè. Thấy không? TV thấy cái đường có chữ Tàu nè, thành ra TV thấy là Trung Quốc đó. Một ngôi nhà cao tầng tại Quảng Châu bên Tàu đã khiến dự án đường giao thông phải điều chỉnh bản thiết kế đường chạy thẳng thành đường chạy vòng. Thấy không? Tại vì mấy căn nhà người ta không có cho cước đất nè. Không ai cưỡng chế được hết, rồi đâu có cưỡng chế giống như bên bên nước Việt Nam của mình.
Bên nước Việt Nam mình nhà nước coi dân như cỏ rác gì đó, muốn cướp nhà thì cướp thôi, tại vì dân mình hiền quá. Rồi thứ năm, ngôi nhà cố thủ đó quý anh chị em, thấy một cái đường đi người ta đang thênh thang như vậy, có ngôi nhà chặn giữa nè, cũng không làm gì được dân, thấy không? Căn nhà cuối cùng trong khu vực nằm tên hên ở giữa một con đường đang được xây dựng ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Châu, thấy không? Cũng đâu có ai ủi sập được đâu, nó không có chuyện mà cưỡng chế giống như nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Bây giờ cái phần C này là phần dành cho những quốc gia khác, thì lược dẫn chuyện thu hồi đất ở bên Úc đó, bên Úc cũng vậy nè, chúng ta thấy cái hình nhỏ xíu đây không đó, cái hình ngôi nhà nhỏ xíu đó đó. Ở giữa cái hai cái bên ngôi nhà chọc trời, đâu đâu có lấy đất, đâu có lấy phá nhà của người dân được đâu. Đến nay căn nhà này vẫn nằm rúng ró giữa dãy chung cư hiện đại cao liêu nghêu ở Melbourne ở Australia nè. Ngôi nhà đây là gọi là ngôi nhà kiến nè. Rồi bây giờ đến chuyện bên Pháp, căn nhà này có ông chủ là Sala Ochen nè, cũng vậy thôi, đâu có ai mà chính quyền nào mà có thể mà cưỡng chế nhà ông ta được, đúng không? Bên xứ Mỹ cũng vậy thôi, đất đai nhà cửa của người ta nó là nơi mà người ta có thẩm quyền mà làm sao mình lấy được, người ta không thích bán thì cũng phải chịu thôi, người ta không thích thích bán thì cũng phải là xây cái hai cái building lớn như đây, cái căn nhà nhỏ xíu đây nè. Đây là những hình ảnh chụp là làm bằng chứng đó, cho chúng ta thấy rằng là không có vụ cưỡng chế, không có vụ mà bồi thường cho nhà dân, là muốn bồi thường bao nhiêu là bồi thường rồi đuổi dân ra khỏi nhà đâu. Người dân họ sống chết với cái mảnh đất, với cái ngôi nhà của họ. Ở đây cũng vậy thôi. Đây là cái nhà bà Vera Cooking nè. Thấy không? Rồi bây giờ đến cái lượt mà tổng thống đương kim tổng thống Donald Trump nè, muốn xây cái casino đó, cái mà cơ sở đánh bạc đó, cũng cũng đâu có làm cho người ta ủi cái nhà sập đâu, thấy không? Đó, nó là những hình ảnh bằng chứng như vậy đó. Bây giờ hình ba ngôi nhà huyền thoại của bà cụ Edie Mansfield nè, đó quý anh chị em thấy hình ảnh nè, đó ngôi nhà nhỏ xíu nè, thấy không? Dẫu căn nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa ba bức tường cao lớn của một trung tâm thương mại Tân Kỳ tại 15 E Avenue ở Bella Seattle, nhưng năm 2006, cụ bà Edith Mansfield 84 tuổi vẫn khư khư nói không, không có cần chi phí bồi thường 1 triệu đô la gì hết. Thấy không? Bà vẫn ở căn nhà của bà, ai làm gì được bà? Tại sao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này là có quyền hành lại lớn dữ vậy? Không, nói nhà sẽ sở hữu toàn dân mà. Nhà sẽ sở hữu toàn dân mà người dân không biết giữ thì ráng chịu thôi. Đại khái là bài viết này TV thấy thấy rất rất là quan trọng. Thành ra có những hình ảnh chứng minh hết đó. Thành ra quý anh chị em nên sử dụng bài viết này để mà đòi lại đất, đòi lại nhà của mình. Hoặc là hiện tại mà nhà mình bị cướp á, mình cần phải lên tiếng. Mình bảo vệ những cái tài sản của gia đình mình, nhà cửa đất đai của mình là một cái việc mà bảo vệ rất là chính đáng. Mà cả thế giới người ta đều ủng hộ mình, tại vì mình làm việc chính đáng,
đúng không? Mình đâu có thể nào mà để nhà nước quá lộng hành như vậy. Muốn cướp nhà của dân thì cướp, mà muốn đuổi dân lúc nào cũng đuổi, đúng không? Ngay cả Trung Quốc là nước cộng sản đấy nè, mà họ cũng còn biết không dám đụng đến nhà của người dân nữa, đúng không? Thành ra họ còn phải chịu thua nữa. Mà nói là nước mình, nước Việt Nam là tại vì tự tung tự cách tự tác nhỉ, nhà nước diệt cộng là như vậy sao? Thành ra mong rằng quý bà con xem được cái clip này mà nghĩ rằng mình phải bảo vệ lấy căn nhà tài sản của mình bằng mọi giá thôi. Người ta là nước người ta làm được thì tại sao nước mình làm không được, phải không? Và cũng cho mấy anh công an nên đọc những cái clip này để biết rằng mình đang làm chuyện tội ác đối với người dân Việt Nam đó. Mấy cái công an mà phá nhà phá của dân nó cũng nên đọc cái clip này để thấy đây là một cái trường hợp vô lý. Tại vì mình đó, mình cướp được của nhà dân như vậy để làm cái gì? Rồi mai mốt nhà mình bị cướp thì mình nghĩ như thế nào? Tại sao mình hỗ trợ cho những vụ cướp nhà như vậy của người dân? Nhà cửa đất đai là mồ hôi nước mắt của người dân tạo ra, mà tại sao mình đi làm những cái chuyện tàn nhẫn như vậy? Để mà hồi tâm mà suy nghĩ lại những chuyện làm sai trái của mình ha. Thành ra các anh công an, bộ đội, dân phòng cũng nên xem cái clip này, xem coi nó là sự thật đó. Người ta đưa ra những hình ảnh chứng minh rằng người dân có quyền ở trên cái khu đất của mình, của ông bà của mình ở lại biết bao nhiêu năm nay, không có cần phải dọn đi chỗ nào hết á. Mà nhà nước mà muốn trưng thu á thì phải trả tiền cho rất nhiều rồi mình mới chịu bán thôi. Mình muốn chịu quyền mình bán hay không là do quyền của mình, chứ không phải tự nhiên rồi cưỡng chế người ta rồi trả người ta tí tè rồi là vài ổ bánh mì 1 mét vuông rồi rồi cướp người ta được đâu. Trả người ta 1 mét vuông mà vài ổ bánh mì hoặc một tô phở thì cái đó là ăn cướp rồi còn gì nữa, đúng không? Mình người dân mình đâu có thể nào mình chịu đựng được cái sự bất công như vậy, đúng không? Thành ra cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Coi như là tôi đi làm clip này xong rồi sẽ kế đến là cái clip của chị Yến nha. Chị Yến mà trong khi TV nói chuyện với chị Yến đó, vừa qua ha. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. TV xin mến chào. Hello, chị Yến ơi. Sao, bữa nay chị khỏe không? Dạ khỏe. Rồi, chị muốn nói cái gì về vấn đề mà dân oan Thủ Thiêm nữa không? Thì Dạ. cái việc trình bày nha. Dạ. VTV 256 á, bắt đầu thâu đó. Dạ. Dạ. Tôi Tôi là là Trương Trương Thị Thị Yến, Yến, năm nay năm nay 66 66 tuổi. tuổi. Kính Kính chào chào tất tất cả cả bà bà con ở con ở Đồng Đồng Hương, Hương, ở ở quê quê nhà, nhà, thành Thành phố phố Hồ Hồ Chí Chí Minh. Minh. Và Và tất tất cả cả những những người người dân dân đang đang định định cư cư ở ở Hoa Hoa Kỳ. Kỳ. Yeah. Tôi Tôi cũng cũng có cũng về về đây đây cũng cũng có có quen quen một một số số người người bà bà con con ở ở bên bên đây. đây. Tôi Tôi cũng cũng kính kính chào chào bà bà con con ở ở bên bên Hoa Hoa Kỳ Kỳ và và tất tất cả cả những những bà bà con con Đồng Đồng Hương Hương và và những những dân dân các các những những dân dân quan quan Trường Trường Thịnh Thịnh và và Thủ Thủ Thiêm Thiêm và và Lộc Lộc Hưng. Hưng. Tôi Tôi tên tên là là Trương Thị Trương Thị Yến, Yến, năm năm nay nay 66 66 tuổi. tuổi. Lúc Lúc trước trước thì thì cách cách đây đây mấy mấy tháng tháng thì thì tôi tôi đã đã xuống xuống đường, đường đã ở đã ở thành thành phố phố Hồ Hồ Chí Chí Minh, Minh, tất tất cả cả bà bà con con đều đều biết biết và và chào chào luôn luôn Tổng Tổng Bí Bí thư thư Nguyễn Nguyễn Phú Phú Trọng, Trọng, Thủ Thủ tướng tướng Nguyễn Nguyễn Xuân Xuân Phúc, Phúc, Phó Phó Thủ Thủ tướng tướng Trương Trương Hòa Hòa Bình, Bình, Tổng Tổng Thanh Thanh tra tra Lê Lê Minh Minh Khái Khái và và ông ông Quẩn. Quẩn. Tất Tất cả cả chính chính quyền ở quyền ở quận quận 2 2 và và thành thành phố phố Hồ Hồ Chí Chí Minh. Minh. Tôi Tôi cũng cũng có có nhắn nhắn gửi gửi đâu đâu rồi rồi về về Trung Trung ương, ương, về về Tổng Tổng Bí Bí thư thư Nguyễn Nguyễn Phú Phú Trọng. Trọng. Ông Ông phải phải ra ra lệnh làm làm một một cách cách triệt triệt để để dân dân quan quan Trường Trường Thịnh Thịnh và và Thủ Thủ Thiêm. Thiêm.
Tôi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc, Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Xuân Phúc, Phúc có chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Lê Minh Khái làm chủ trì để giải quyết cho dân quan trường Thịnh và Thủ Thiêm. Tôi mong chiến này Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Lê Minh Khái làm các triệt để nghiêm minh, minh bạch rõ ràng để lấy lại lòng tin của nhân dân chúng tôi. Cái ngày hôm qua tôi nghe ông Phó Phó Thanh tra Đặng Công Quẩn và ông Nguyễn Hồng Điệp ở số 1 Thì Nhậm và Phó Chủ tịch thành phố Quân Cách Mạng và Chủ tịch tỉnh 2 Nguyễn Phước Hưng và tất cả những 30 mấy hộ dân Thủ Thiêm và Chủ tịch Đan Hợp ở số 1 Ngô Thị Nhậm. Nhưng mà cái họ tôi thấy cái cuộc họp đó giống một cuộc họp định kỳ chứ không phải một cuộc họp dứt khoát để cho dân Thủ Thiêm đi về thành phố ăn Tết. Mà cái cuộc họp đó còn kéo dài, cuộc dân Thủ Thiêm phải ở đó, phải kêu quan, phải 5 giờ đêm lại nhà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 6 giờ Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và ra các cơ quan của mấy vị đang làm việc. Tại sao không làm dứt điểm đi? Nếu ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ra làm việc thì phải có một cái công khai rõ ràng cho dân Thủ Thiêm biết, có một cái giấy tờ kết thúc đi rồi qua Tết thì tháng 2 vô làm việc với dân cũng được. Tại sao cứ đưa ông Đặng Công Quẩn, Đặng Công Quẩn là 1483 là sai rồi, chỉ dân Thủ Thiêm rồi. Rồi bây giờ đưa ông Đặng Công Quẩn ra là ngồi để làm gì, để cho dân nói trên đầu đầu cổ chửi bới ông vậy. Dạ xin những lỗi người chị đó nha mà chửi. Dạ. Xin lỗi xin lỗi chị Yến nha, cho TV xem vào chút xíu là TV nghe qua cái gì mà 1483 đó, chị có cách nghĩa cái 1483 như thế nào không thưa chị? 1483 đó là của bên dân Thủ Thiêm. Nhưng mà 1483 không rõ ràng, không biết ranh giới cột mốc ở đâu. Ồ. Nói như vậy. Cũng như là hình dung như vậy chứ không phải là dứt khoát. Yeah. Hình dung như vậy. Nhưng mà dân dân tôi đang cần cái sự dứt khoát. Yeah. Cái sự kết tốt. Chứ dân tôi không có cần hình nhìn cần cái sự thực tế, không cần cái sự hình dung. Như vậy, ranh giới không rõ ràng. Ồ, ranh giới không rõ ràng cái nghị quyết 1483 đó. Dạ. Còn cái 7723 của dân quan bên Trường Thịnh á. Dạ. Thì cái chuyện đó là Phó Thủ tướng Hồ Đức biết. Dạ. Của văn phòng bên Thủ tướng nhà trà Tổng Thủ đưa vào thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Mốt Phố, không thi hành, Nguyễn Thông không thi hành. Dạ. Dân quan Trường Thịnh chúng tôi ăn nhờ ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chiến này ông có về thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc rõ ràng về việc 1483 để giải quyết nhất điểm cho dân quan Trường Thịnh tôi đi. Một cái dự án 3 năm không hoàn chỉnh phải thu hồi. Dạ. Một cái dự án 15 năm để nhận nhau phân lô bán bán mà lại lợi ích nhóm mà để cho dân tôi phải đi 16 suốt 16 năm trời rồi. Bên bên Trường Thịnh đi suốt 16 năm trời rồi. Làm than khổ sở gia đình đi tan con cháu thất học. Ở nhà thuê nhà mướn không đủ đóng tiền nhà thì ta đuổi. Thậm chí nhà tôi bây giờ không có đủ đóng con tôi lo đóng tiền học cho con nó. Rồi bây giờ không tiền đóng tiền nhà là Tết nay người ta phải hất ra đường. Cái hoàn cảnh y như là hơn hơn Tết nhất mới hết ra đường. Mình không có tiền đóng ba thì mình phải gì chứ sao. Nhưng mà hoàn cảnh của dân tôi có nhà có đất rõ ràng.
mà đời ông Lê Thanh Hải thành ca Nguyễn Tư Nguyễn Đua Nguyễn Hữu Tín đồ Lê Quang Vinh rồi đó là thu hồi nó phải nói nó cướp đất của người ta, đất dân cư, đất ngoài ranh, mà cướp đất của người ta, hất người ta ra đường, mà suốt hai mấy năm trời nay, 16 năm bên Thủ Thiêm 22 năm, bên Trường Thịnh đó là 16 năm, mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Phú Phúc, ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Tại sao mày không đã nghe dân tôi đã kêu qua nhiều lần rồi, không biết là đi Hà Nội là 25 lần. Dạ, 25 lần đi Hà Nội. Trời ơi, biết bao nhiêu tiền của đổ vô trong đó. Còn xuống đường ở thành phố Hồ Chí Minh không biết ngàn lần nào mà nói. Mà tôi chính là bản thân tôi quay trực tiếp 95 clip chỉ gửi lại cho Thủ tướng Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Phú Phúc, Phó Thủ tướng Hòa Bình. 95 clip bên 24 chiến trường. Mấy ông giặt ra coi, nếu nói cho mẹ không coi, mấy ông giặt ra coi. Quay trực tiếp bên 24 chiến trường 95 clip. Trời ơi, tôi chỉ rằng là đất của dân tôi, đất ngoài ranh, dân cư hiện hữu, và đất chúng tôi hả? Thu hồi để bỏ mặt quan, không cả đất cả nhà chúng tôi để dân tôi ở bên Trường Thịnh phải suốt 16 năm trời nay sống rất là lầm than. Là gì? Thu hồi rồi mà lại để cỏ mọc hoang, lạ lùng vậy. Tại vì chú biết sao không? Đất chúng tôi là vừa thu hồi xong không thấy trái đất rồi. Dạ. Không có trả nợ tái định cư cho dân tôi. Mà khi bây giờ tôi biết rõ ra đất tôi ngoài hành, tôi đã thưa 16 năm nay rồi. Dạ. Thành ra trong thời gian tôi thưa đó, là không có ai dám lại làm cái gì hết. Dạ. Vậy mà cái ông chủ tịch nào á, không mấy ông Nguyễn Thành Công hay là ai đó, là chủ tịch thành phố nha. Dạ. Chắc chắn thanh tra quyền ở trưởng ở thanh tra thành phố ký giấy cho công ty Trường Thịnh bán sang cái đối tác khác. Trời đất ơi, đất một cái nhà nhỏ mà một cái trò vịt thôi mà làm hư rồi, không quyền dính líu gì trong cái cục đất đó. Mà đất tôi về bây giờ thanh tra chính phủ đã về, đã đo rõ ràng rồi, còn 7.370 mét vuông. Thân đất đó dư sức thu hồi để trả lại cho công ty chứng cho dân tôi rồi, dân quan của tôi rồi. Bây giờ tôi yêu cầu ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông về ông phải coi chính xác về những đất công ty Trường Thịnh, thu hồi toàn bộ công ty Trường Thịnh để trả lại quyền lợi cho người dân tôi. Chứ bây giờ là thành phố đã làm sai, làm trái 100% rồi. Rồi Lê Thanh Hải đã làm sai. Rồi Bắc Thành Ca đã làm sai. Nguyễn Đua, Lê Quang Vinh đã làm sai thành phố rồi. Thì là một tội đời rồi, đưa ra trung ương rồi. Còn những gì đương thời phải trách nhiệm, phải giải quyết, phải nói là thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả lại cho dân tôi. Không phải mà nói một câu nói suông mà trong khi công ty Trường Thịnh là ở đô thị mới thêm là mời họp 4 lần. Trường Thịnh tôi không nói tới, hết dân tôi ra được. Khu phố 1 phường Bình An, khu phố 2 phường Bình An là đô thị mới thủ thêm. Còn tôi là khu phố 3 phường Bình An, cũng là trong đó một phường Bình An, khu phố 3 cũng là Thủ Thiêm. Tại sao không nói đến dân tôi, coi dân tôi như cỏ rác, hất dân tôi ra đường. Rồi không có một tiếng nói nào hết, không có một cái gì gọi là đúng bấm lực hết. Có khi có giấy ở trung ương gửi vô mà thẩm phòng không thi hành rồi thì nó bỏ qua. 7723 bỏ qua luôn. Yêu cầu Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải làm rõ vấn đề Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch quận 2, Nguyễn Thành Phong, phường Bình An, ba gì đó
làm việc gì về vụ việc công ty Dương Thịnh, ăn chia hay sao? Dạ. Có. Dân chúng tôi á, bên Dương Thịnh không biết đó là người nào chống lưng cho công ty Dương Thịnh. Dạ. Để cho 22 con hộ dân tôi mà đứng đầu người là trên 100 hộ, trên 100 người, chứ không phải 22 hộ đó đâu. Gia đình nào cũng dính 10 người, mấy mấy người con gái, cha mẹ trong gia đình mình mà giờ lại phải làm thang khốn khổ. Hoàn cảnh này, cái đất nước này, cái chuyện của Trường Thịnh tôi chút xíu thì làm không làm được. Rồi mấy ông phải làm sao? Tôi cái họng tôi là la lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này, cái gì tôi cũng nói đó, làm đúng sự thật đi để tôi làm thân, không làm đúng là tôi không kiên lại, không đi lại một ngày. Mà bây giờ Trường Thịnh chưa xong rồi bước qua cái vườn rau Lộc Hưng nữa rồi chị nghĩ như thế nào? Khổ. Rau Lộc Hưng cũng cháy 100%, cướp đất cướp nhà người ta, mà muốn trước khi muốn mua bán một cái nhà đó, yeah, phải thỏa thuận người ta giá cả như thế nào, yeah, thị trường đúng theo một mét đất ở đó là bao nhiêu, người ta đồng ý, yeah, thì mới được quyền mua, yeah, chứ không phải là một cái muốn là lại chính phủ ở Hoa Kỳ bên đây nè, yeah, muốn mua cái nhà hoặc mua một miếng đất nào đó chưng dụng, yeah, thì phải trả cho người ta. Ví dụ cái nhà đó trị giá 500 triệu thì trả 500 tỷ, bởi vì dân ở bên Hoa Kỳ này muốn chính quyền mà chính phủ mà mua nhà là dân rất là mừng, yeah, giữa người dân với người dân mà mua cái trị giá chỉ có 500 thôi, yeah, nhưng mà chính phủ mua là phải 1 tỷ, yeah, người ta phải nghĩ đời sống của người ta đi chỗ khác phải có ổn định, đi lại chỗ khác là phải có công ăn việc làm, đời sống người ta, nhà cửa của ta phải rõ ràng, yeah. Việt Nam của mình thôi. Việt Nam của mình mà 80 tuổi đổ lên là chính phủ quá cho tiền già người đó, rồi phải mướn thêm một người để giữ bà già đó hoặc ông già đó. Thằng người ta cái đất nước tự do, đất nước dân chủ, đồng đất nước của mình, tôi không biết gọi lại là gì, tôi cũng không hiểu nữa. Chỉ có đà áp bắt bớ hay là cưỡng bức Tôi liều nhiều trận ngoài rồi.
cái mấy tháng vừa rồi thành ra nó sợ rồi. Kỳ này nó biết, nó biết là bà Bảy không ra là chắc nó cũng hơi hơi ảnh hưởng mà già kia. Thì vì thấy điều này nó cũng rất là hay lắm đó chị Yến. Dạ. Là khi mà con người ta đã không sợ chết rồi á thì tự đương nhiên là nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Mình không sợ chết rồi. Tôi nhắc lại tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Minh Khương, phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Dạ. Tổng nhận ra là cái chiến này mà giải quyết bên Vũ Liêm không mà không có bên Trường Thịnh, tôi đang còn mèo thôi. Chú Quỷ ở đó nào? Coi như người dân vào là mạng của tôi sẽ đổi biết bao nhiêu người có nhà có cửa sẵn sàng luôn. Coi như nhà chính quyền mà đã ép người dân vào đường cùng rồi, cái nhà là cái vấn đề mà quan trọng, cái nhà cái đất là quan trọng của người dân mà. TV cũng đọc ở trên báo mà dân làm báo đó, thì TV 256 cũng biết được rằng là ở bên Trung Quốc nè, ở bên Mỹ nè, ở bên Úc nè, ở bên Pháp nè, ừ, gần như các nước hết á, không bao giờ ai dám đụng đến nhà đất của dân hết á. Không bao giờ ai dám đụng đến nhà đất của dân hết á. Cái mảnh đất là nơi mà tổ tiên, ông bà, mộ phần của người dân đó, không ai đụng hết. Chỉ ngoại trừ cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này, là người công an đó lại có quyền gọi là cướp đất của người dân để giao cho những cái tập đoàn đầu tư gì đó, đại khái như vậy. Phải nói là dân giàu mới mạnh, cướp đất của dân giao cho một cái doanh nghiệp đó, một cái công ty đó. Dạ. Là lại ức chế cái đời sống của người dân. Đúng rồi. Tiêu diệt người dân đó, chứ không phải nói là dân giàu. Dân giàu nào của cái tài sản mà tài sản sao cướp đầu tư cho một cái doanh nghiệp đó. Đó là bất công, đó là độc tài, đó là tiếp tay cho những cơn tham nhũng. Còn tôi nói ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sao lên Lê Thanh Hải là một con chúa, một tên tội đồ mà không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hả, làm như thế nào mà không nghe nói tới tên Lê Thanh Hải? Nếu không có Lê Thanh Hải làm sao cái thành phố Hồ Chí Minh mình mà là Thủ Thiêm Trường Thành có cái việc cướp đất để xảy ra. Yeah. Từ quận 2 đến quận 9 cướp hả, chưa bây giờ nói nhỏ đó, giờ nói tên bên Thiêm Chí như bên Trường Thành thôi, còn bên quận 9 là cướp trắng luôn. Bây giờ ta cũng đi Hà Nội, ta cũng đi riết rồi mà mệt mỏi rồi, giờ ta cũng đói khát, đi xin ăn cũng như dân Thủ Thiêm bên Trường Thành hôm nay. Nếu mà không giải quyết kể về cái sự mà bên Trường Thịnh với Thủ Thiêm với bên quận chín này kia đã ngăn Trường Thịnh với Thủ Thiêm đó cướp đất nó vô, nó mỗi một lần đi cướp đất của dân á là đem xe cứu quả nè, xe cứu thương nè, nếu mà nào bị thương hãy thử xe đi vào bệnh viện. Dạ. Nhà nào mà nó đem cái gì mà như vườn rau lộc hưng đó, nó cũng ủi cà nó cũng dựng nhà dựng cửa người ta đó. Tại vì hồi đó không biết sao ta mà bên Thủ Thiêm tại may mắn nào nay rồi, không có cái hoàn cảnh, không có cái vụ mà quay phim chiếu phim này. Bây giờ tới tiếng mà nếu mà chiếu phim là cái hoàn cảnh mà bên Thủ Thiêm làm khá là cưỡng chế người ta đó thì kinh hoàng lắm, hơn luôn vườn rau lộc hưng, hơn luôn kinh hoàng đấy. Cái chú Long kia chú đi công tác mà vợ của nhà này có bầu, mà nó vô nó cưỡng chế con vợ nó chạy ra dịch cảm nha, nó hãy ấy có thai luôn. Dạ ghê vậy. Con bảo xe ra cảm nha, nó cưỡng chế sắp sửa cưỡng chế nhà cửa ra cảm nha, đồ đồ nó gây sự tử ta hả, công an dưới bên hình sự rồi mày kia dưới bên bảo vệ mày kia đó là sao mà bị thương tới vậy, giữa thổ tử dữ dằn luôn. Dạ thắt cổ tôi rồi, bên ông kia cũng là công an mà
nhà cửa kế ông gì đó ông thích quá, ông thành cổ tự giận luôn. Là bên bố thêm á, coi như có hai người đúng lòng công ty đó. Người bên bảo xe đó, người bên cái bà kia nữa, bên bà thu và gì đó nữa. Trời ơi, nhiều lắm, nhiều hoàn cảnh lắm. Rồi những người người ta mất nhà bây giờ khùng khùng liên liên nè. Trong mưa mà tức mà lên tăng xong bị chết luôn luôn hả? Yeah. Quá, quá trời luôn, luôn. Nếu mà cãi về bên Thủ Thiêm thì quá trời. Chỉ tình là quá trời. Còn cái bà già mà quay lên bữa hổng đài TVB1 quay á, bà là bà nói bà 793 mét mà trả bà 1 triệu một mét chơi vuông. Dạ, chịu mặt mặt vuông mà bà đã tới tới bà đi qua, qua đó bà ở cái đầu dịch không có được cái nhà gì nữa. Rồi bà chờ không nằm bán cư bà chờ hoài chờ quỷ cái bà biết cái bờ quà đối khác đài TVB1 quay quay có một tuần lễ rồi sao mà chết chết trời đất ơi không không tiền thuốc một triệu rồi đó như con ở nhà cứ nấu cháo cháo cả như muối thôi một triệu 1 triệu một mét vuông thì tính ra cỡ khoảng 40 đô la một mét vuông thôi. Mà thí dụ mà nhà mình có mà 100 mét vuông, 50 mét vuông thì tính ra có 200 đô la. Ý 10 mét vuông thì 10 mét vuông thì 500 đô la. Quá rẻ ha. Dạ. Dạ. Cho tôi nói cán bộ lãnh đạo làm cái gốc cho xã hội, làm cái căn cơ bài bản chặt chẽ hơn. Công tâm phải khách quan, phải năng động, phải sáng tạo, phải nhìn thẳng thắn sự thật. Nếu đời chịu sai thì đời đương thời bây giờ phải sửa, chứ đừng có ngoan cố mà phải răng đe ở thành phố Hồ Chí Minh, phải hoàn thiện giặc nội xâm mà phải cương quyết triệt để. Và các lãnh đạo phải tự soi tự sửa coi mình làm có đúng hay là không. Phải cho lợi ích quốc gia dân tộc và phải trả tài sản nhà cửa đất của dân quan trường và Thủ Thiêm làm một công khai minh bạch rõ ràng để lấy lợi đồng tình của nhân dân, mà phải kỷ luật nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, công bằng dân chủ, dân giàu mới mạnh, mới có giáo dục sự dân minh. Chứ nói dân giàu nước mới mạnh. Cướp đất của dân không trả lại nhà cửa cho dân. Dân đi còn đi xin ăn cái còn gì nữa mà già. Cứ đi ở nhà thuê nhà mướn rồi cứ mỗi một lần lại ra hàng lậu lại phải tiền thuê mặt đỏ đó luôn. Chị Yến ơi, theo TV256 muốn hỏi chị đó là chị có nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng giải quyết được vấn đề này không thưa chị? Thì bây giờ, không nghe ông nói á, tôi chỉ thấy ông lầm ngơ thôi. Chứ chưa nghe ông lên bài mà ông ra lệnh cho ông Phó Thủ tướng Hòa Bình là phải giải quyết toàn bộ cho dân. Mà cái đó là cái trách nhiệm của ông chứ, ông phải lên tiếng chứ. Mà tại sao ông phải không lên tiếng gì? Tôi muốn dân của chúng bản thân tôi muốn chính miệng ông phải ra lên đài, ông phải đúng rồi ra một cái sự công bằng đó, đúng rồi ta bơm này ta nhả nó thành con bộ, đúng rồi cái trách nhiệm của ông rồi. Tại sao chứ TV 256 không chờ đợi? Tôi không nghe ông nói, nhưng mà nghe ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đây trong vòng tuần lễ này ông có nói là ổng sẽ chỉ đạo cho Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng thẩm tra Lê Minh Khái làm việc vụ trưởng thẩm tra Thủ Thiêm. Thì tôi muốn nói là
nếu mà đưa hai ông này bắt buộc phải làm cho được việc, chứ đừng có giao về thành phố, tại thành phố ông chia hết trơn rồi. Mà bây giờ mà bây giờ đó, nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng tảng lờ, rồi ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tảng lờ, rồi chị phải như thế nào bây giờ chị Yến? Chị suy nghĩ. Tại vì đó, mấy đời trước á, cái chuyện này nó xảy ra là mấy 16 năm rồi, mà mấy đời trước không 22 năm rồi. Nhưng mà bây giờ mấy đời trước lại không giải quyết được, rồi làm sao mà theo TV256 không có tin tưởng rằng là đời này sẽ giải quyết được đâu. Phải có cách nào khác chứ. Chứ cái cách này tại vì, lúc trước thì giao thành phố. Thằng này ăn chia hết tới thằng kia. Đó. Rồi thằng này vô ra ngoài đã bám vô tù rồi. Thì bây giờ á, tôi mong ông này này chính là ở trung ương đứng ra để giải quyết. Thì tất cả những quan quan bên thủ thiêm đang tin tưởng vào ông Phó Thủ tướng Trần Bình đó. Rồi ông giải quyết như thế nào? Với lại mình từ tháng 2 mà đến tháng 3 mà không được nhược điểm thì cái chuyện mình thấy ông tuyên bố hùng hồn lắm mà, là ông đưa củi vào lò mà củi khô củi ướt rồi ông cũng đưa lò vô lò, mà sao bây giờ mà không giải quyết cái trường hợp đưa củi vào lò rồi những tài sản bây giờ 160 hecta của đồ đồ mới thủ thiêm ở đâu? Dạ từ nào mà bán tất cả ngang bán Lê Thanh Hải của chúng ta vô. Bây giờ thu hồi tài sản mà bán 162 đất tái định cư người ta mới đem về trả cho dân người ta. Nhưng mà đất ngoài răng bây giờ người ta không lấy tiền nữa. Em hỏi chị nè. Em hỏi chị nè. Mình đó, thí dụ đó, mình là cái vai trò của người tổng bí thư đi. Mình đã nói rồi trước toàn dân thiên hạ rằng là củi khô củi ướt tham nhũng là đưa vào lò đốt hết, mà tại sao cái chuyện trước mắt này, rõ ràng như vậy là nó tham nhũng, nó đầy ẩy người dân như vậy mà mình không đưa vào lò, rồi làm sao mà người ta tin mình được? Bởi vì thấy không mắt cái vụ lên Hải nè, dạ không biết lên Hải là một con sâu chúa, một bướm chúa, nó hút máu dân và làm loạn dân dân nổi dân dân. Tại sao từ lâu rồi tôi chỉ nghe nói tất thành ca hay là người này nọ, nhưng mà không lên thấy ở đâu đâu, ông đang làm vị trí nào? Tôi đồ ở thành phố Hồ Chí Minh là ổng là duy nhất đó, ổng có rất nhiều nhất đó. Nói thiệt chứ ổng chỉ làm trò cười thiên hạ thôi, tại vì ổng nói mà ổng không làm. Cái chuyện mà tham nhũng trước mặt ổng mà có bằng chứng đàng hoàng nữa, là người ta ngoài ranh quy hoạch mà cướp đất của người ta, cướp đất những cái đồng tiền của xương máu của người dân như vậy, thì ổng phải có trách nhiệm. Ổng nói ổng chống tham nhũng là ổng phải làm. Chứ bây giờ nói củi khô củi ướt được cho vào lò hết, mà bây giờ cái chuyện trước mắt như vậy mà không làm á, thì người dân còn coi trọng ông Nguyễn Phú Trọng nữa không? Người ta đâu còn coi trọng ông nữa, phải không chị? Dạ đúng rồi. Yeah. Mình cảm thấy hơi bực tức đó. Tại vì ông hứa hẹn không mà chuyện trước đó ông là nhiều lần rồi. Dạ. Những tên lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh tên nào được trả mọi người tài sản cho dân, giúp dân một cái sống ổn định, cho đám làm tiếp. Dạ. Thằng nào làm không sao không rút quân đi. Đuổi nó xuống. Và chẳng những đuổi nó xuống mà tham nhũng bao nhiêu. Phải đem ra ngoài Hà Nội, ngoài Trung ương, cho nó vào tù hoặc là thảy vô lò không đi. Đúng rồi. Đó giờ tôi chưa thấy cháy. Đúng rồi. Chị nói rồi. Dạ. Phải mà tụi nó bây giờ nó giàu lắm chứ đâu phải là nó nghèo đâu.
và khi mình trị những người tham nhũng cái đó phải phải lấy cái tài sản của quan tham đó để mà vô cái công quỹ, để mà dùng cái công quỹ đó để mà trả tiền cho cái dân oan, phải không? Nó cũng là điều hợp lý thôi. Còn cái ba bà thiện lương tâm đó, bà vừa đi, mà giờ nghe nói là cái lúc bà đi á, sông bài có ba tỷ mỹ kim ở trong cái đó thì em không biết mấy. Là trong sông bài ở tới này không cho bà vô. Nhưng mà bà là một cái ký của chữ ký của Lê Thanh Hải á, là bà là con của Lê Thanh Hải đó. Chữ ký của Lê Thanh Hải bao nhiêu? Chị Yến ơi, hiện tại bao nhiêu tiền của hiện tại đó hai chị em mình nói nha, là cũng khá lâu rồi, mà bây giờ nó đã là 32 phút rưỡi rồi, thành ra mong rằng chị cỡ khoảng 5 phút nữa chị tóm tắt lại đi. Rồi tại vì đó, sau cái phần tóm tắt này đó thì tại vì em muốn là trình bày cái bài viết mà ở bên Dân Làm Báo đó, nó có những hình ảnh tài liệu và đàn hình ảnh yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy chỉ đạo phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm một cách triệt để nghiêm minh rõ ràng và trả lời những đất ngoài ranh của dân chúng tôi. Đất chúng tôi là đất ngoài ranh ba phường năm khu phố bên Thủ Thiêm và bên Bình Thuận, ba phường năm khu phố ngoài ranh, mà mấy bảy già từ đó tới nay là một tháng mấy đi ra Hà Nội rồi đó biết bao nhiêu công sức của người dân mà đâu có công sức không đâu. Trời mưa cũng đi, trời nắng đi, trời nắng lại đấy, là bị bệnh tật nữa, bị bệnh mà trời mưa là mưa như bằng bút, là bút người luôn tê người mấy bả là quá đau khổ, mà theo dõi ngày nào nào tốn cho mấy bả quá đau khổ. Rồi cái hoàn cảnh đó, người ta ăn uống khổ sở, ăn cơm ăn cháo muối tiêu muối ớt rồi ăn rau đồ củ cải kho chứ không có tiền mua thịt mua cá ăn nữa. Cái hoàn cảnh đó đó, bao nhiêu cái sự lầm than mà đã hai mươi hai năm rồi. Rồi cái không có đưa cho lên mà đặng quẩn vô hợp rồi. Phản đối bây giờ mấy bà đã ở ngoài này ăn Tết rồi chứ không có về dụng nữa. Bây giờ người ta bỏ con, bỏ cháu, mà phải đi ra đây sống chắc dơ dơ dưỡng như vậy. Mấy ổng là ở nhà cao cửa rồi, là ở chỗ nhà mỗi lần mà 5 giờ khuya mà mấy bà ra bắt chồng là người cưới vợ Thủ Thiêm đó. Rồi ông chồng ông đang làm gì? Ông đang say sưa trong giấc mộng hả? Ổng có đau đớn những cái dân quan hả? Những người dân quan mà khốn khổ người ta làm tâm tư ông như thế nào? Tôi dặn lên nghe một cái nước mắt tôi còn chảy. Tất cả bà con ở bên đây không có dính líu gì trong con bà con dòng dõi trong chuyện đó, người ta phải khóc luôn chứ huống hồ gì ổng là một chủ đất nước. Rồi những người dân kêu quan quá như vậy làm cái gì? Ổng làm cái gì? Rồi TVG dạ, và ông Thủ tướng Nguyễn Phó Thủ tướng mong mấy ông hãy thức tỉnh, quay đầu là bờ, giải quyết khẩn cấp cho dân Trường Thịnh Thủ Thiêm đi. Dạ, rồi TV xin mến chào quý anh chị em ha. Dạ, thì sau cái đoạn clip này đó thì TV sẽ làm cái đoạn clip về cái bài viết mà về mà cướp đất của dân oan đó. Thì TV sẽ trình bày cho quý vị sau, sẽ cộng với cái clip này. Rồi thì TV mến chào quý anh chị em. Chị nói vài tiếng lời chào đi. Dạ. Chào thôi đó hả? Dạ, vậy là chào rồi, hết rồi đó. Hay là chị muốn nói thêm nữa? Yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dạ. Hãy nhắc nhở phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Dạ. Hãy giải quyết cho dân quan Trường Thịnh. Dạ. 22 hội dân tôi đã 16 năm nay rồi. Dạ. Rất sống rất là tham khốn khổ, dân giàu mới thắng mạnh. Mà tôi đã định cư Hoa Kỳ rồi. Ở chậm 6 đứa con, 6 đứa cháu, tôi sống khốn khổ.
đừng có để tôi phải về chậm nữa, đừng có để tôi phải xuống đường để tôi la làm. Đúng rồi, chị lớn tuổi rồi, đừng để nữa. Dạ. Mà một khi tôi đã xuống đường rồi á, tôi không có sợ ai hết. Dạ, coi cái chết nhẹ như lông hồng thôi. Cầm đúng ở trước mặt mà bắn tôi chưa sợ. Cầm trước đó tôi cũng sợ. Dạ. Đúng rồi. Trước sau cũng chết mà cái gì phải sợ. Tạo ra sao đúng rồi. Đúng rồi. Là chủ một đất nước. Thì ông phải lo cho dân. Đúng. Chị nói thì đó đúng. Em thấy đồng ý. Tôi là một người bình thường lớn tuổi. Nhưng mà tôi có cái tâm. Dạ. Yeah. Thấy những người dân chịu không nổi là con cháu. Người dân bình thường. Bây giờ chị có lời chào sau cùng đi. Bây giờ yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình, và tôi cũng gửi gắm cho ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình và tổng giao Lương Thái phải giải quyết dứt điểm cho dân qua trường thịnh thịnh tôi đi, chuyện trường thịnh thịnh tôi có chút xíu trong lòng bàn tay của mấy ông, trong lòng bàn tay của mấy ông chỉ thua đất nước trường thịnh trả quyền lợi cho nhân dân là được liền. Rồi. Tại vì một cái trường hình là ông thành phố nào chống lưng cho công ty trường hình 15 năm nay là trái pháp luật 100% rồi. Dạ. Và phải giải quyết 7733 theo cái của dân phòng chính phủ đưa về thành phố mà thành phố không thi hành. Thì bây giờ cái thần 7733 đó giờ tôi phó thác cho ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình và tổng thanh tra Lê Minh Khai phải giải quyết dứt điểm về 7723. Thu hồi tài sản của công ty Trường Thịnh, trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi. Tôi cũng xin chào bà con đồng hương và tất cả những quan và thủ tướng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng Trương Hòa Bình và tổng thanh tra Lê Minh Khái phải làm việc cho rõ ràng về vụ dân quan Trường Thịnh. Tôi là Trương Thị Hiển, đừng để tôi về nhà mà tôi xuống đường mà tôi la lên rồi mấy ông mất mặt đó. Mà tôi đã về chồng một lần nữa là cái chuyện gì xảy ra tôi không biết đó. Tôi sẽ lại tòa án quốc tế. Tôi sẽ đứng đó tôi kêu gào hoài. Tôi ai kể để cho biết. Dạ. Kính chào ông Quán, chúc năm mới tất cả bà con dân quan và đồng hương và các chị thanh tra chủ ngủ ở ngoài trung ương. Dạ. Năm tốt đẹp. Sớm giải quyết với dân quan trường hình và thủ thiêm. Dạ. Thân chào quý anh chị em. Dạ.